Thưa quý vị, ngày 18 tháng 4 hàng năm được chọn là Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Đây là dịp để chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật, khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập, bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong số hơn 15.000 người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, có hơn 80% được hưởng trợ cấp của nhà nước. Những năm qua, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin và Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dành rất nhiều sự quan tâm, vận động các nguồn lực giúp người khuyết tật có điều kiện vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận về công tác chăm lo, hỗ trợ đời sống người khuyết tật của Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin và Bảo Trợ Xã Hội tỉnh sẽ được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Con gái của bà Phùng Thị Lâm ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức bị khuyết tật từ nhỏ. Trước đây, gia đình bà Lâm sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Song vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện sửa chữa, nâng cấp. Năm 2022, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để giúp gia đình bà xây mới căn nhà khang trang, kiên cố hơn. Xây được căn nhà cũng được yên tâm mình làm, chứ hồi nhà thì rách rưới, xui xui sụp, không có làm được cái gì ra. Tiền để xây nhà cũng nhờ bên Hội Chất Độc Da Cam này cũng giúp đỡ được cho mình, thì mình cũng rất mừng, cũng rất cảm ơn. 5 năm qua, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam và Bảo Trợ Xã Hội tỉnh nhiều lần tạo điều kiện cho anh Lê Công Hoang, phường Thắng Nhất, vay tổng cộng 150 triệu đồng từ chương trình sinh kế của hội để mở rộng sản xuất. Hiện nay gia đình anh có vườn hoa rau diện tích gần 7.000 m², doanh thu mang lại trên 600 triệu đồng một năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Hoang còn tạo việc làm ổn định cho 15 lao động, trong đó có 5 người khuyết tật, với mức lương khoảng 8 triệu đồng một người một tháng. Và cũng được là Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam, Hội Người Khuyết Tật cũng hỗ trợ cho tôi vay để có cái đồng vốn, tôi cũng xây sở để thì tôi làm ra cái số lượng nhiều hơn. Tôi tạo công ăn việc làm cho nhiều người hơn để kinh tế của tôi có thu nhập nó ổn định hơn. Em Trần Khả Uyên, còn chị Phan Thị Thanh Tuyền, ngụ tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, bị khuyết tật và bệnh tim bẩm sinh. Năm 2012, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin và Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động 75 triệu đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ Uyên phẫu thuật tim. Hiện nay sức khỏe em đã ổn định. Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, đều đặn mỗi quý, huyện hỗ trợ cấp thường xuyên cho em 1 triệu đồng. Chính hội là hỗ trợ cho bé, luôn hỗ trợ luôn, quan tâm gia đình bé và bé rất nhiều, và lo cho bé đi mổ tim, và mỗi lúc bé đi khám bệnh là bên hội hay cho tiền đi tiền xe, tiền các thứ, có dịp lễ gì, ai cho gì là luôn hội quan tâm là gửi phiếu về cho bé đi lãnh quà, dù nhỏ cũng là tấm lòng của hội. Nên gia đình rất cảm ơn hội, hội rất quan tâm gia đình này lắm. Giai đoạn 2016-2023, với hơn 125 tỷ đồng vận động quyên góp được, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin và Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giúp chăm lo và hỗ trợ cho các nạn nhân da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hoạt động thiết thực như mổ tim, phục hồi chức năng, khám và cấp phát thuốc miễn phí, trao sinh kế, tặng quà, xây nhà. Sự quan tâm hỗ trợ này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người khuyết tật, cũng là tiếp thêm động lực niềm tin cho người khuyết tật vượt lên khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.